xin chào các bạn trong clip này chúng ta sẽ cùng bàn về giới siêu giàu ở Việt Nam là ai và con đường làm giàu của họ như thế nào à, theo ý kiến của một số nhà nghiên cứu về quá trình hình thành kinh tế và phát triển ở Việt Nam thì giới siêu giàu ở Việt Nam hiện nay là những doanh nhân và quan chức trong đó tầng lớp doanh nhân là những người xét về giá trị tài sản công khai dựa trên giá trị chứng khoán của họ trong khi tầng lớp quan chức giàu có lại là những người có tài sản không minh bạch có hai bí quyết làm giàu nhanh ở Việt Nam có thể thấy giới giàu có ở Việt Nam chia làm hai. Một là người làm giàu từ nước ngoài trở về Việt Nam tiếp tục làm giàu. Thứ hai là người làm giàu ngay trong chính đất nước. Những doanh nhân này từ nước ngoài về đặc biệt là khối Đông Âu, họ được gọi là xoái Đông Âu. Họ là những người có từng thời gian học tập và lao động ở những nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, bắt đầu từ những năm 1989 cho đến năm 1991. Khi Liên Xô sụp đổ thì người Việt ở Nga có rất nhiều cơ hội. À, bắt đầu từ những buôn bán nhỏ lẻ ở quầy khách sạn hoặc chợ vòm sau đó tích lũy dần buôn bán hàng hóa nhỏ lẻ đánh quả nhưng tích lũy lớn nhất có lẽ là bắt đầu từ khi sản xuất giới làm giàu ở trong nước có hai bí quyết làm giàu nhanh một là giàu do tham nhũng hai là có tài sản không thể minh bạch còn kiểu thứ hai đó là giàu từ đất ai bất động sản tuy nhiên thì gần đây miếng bánh bất động sản bắt đầu khó khăn chính vì vậy họ bắt đầu chuyển sang các lĩnh vực dịch vụ có nhu cầu rất lớn và gần như là độc quyền ví dụ như là hàng không dịch vụ du lịch ở một khía cạnh khác thì giới giàu có ở Việt Nam có quan hệ rất mật thiết với chính quyền đằng sau mỗi quan chức hoặc mỗi doanh nghiệp hoặc mỗi đại gia chúng ta thấy nổi lên rất nhanh thường có bóng dáng của quan chức đứng phía sau nếu không có những mối quan hệ này thì rất khó để có thể làm giàu ở Việt Nam vai trò của giới nhà giàu trong nền kinh tế giới nhà giàu đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam đó là một mô hình phát triển cho các thế hệ sau học hỏi của những người giàu đi trước có thể nói đây là những nhà tư bản yêu nước và chúng ta có thể khuyến khích họ trên con đường làm giàu